thiếu niên gặp bệnh khó nói, suýt thành công công. Bác sĩ khuyến cáo nếu nhận thấy có tình trạng đau bất thường ở vùng bìu, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà dẫn đến chậm trễ thời gian vàng bảo tồn tinh hoàn. Ngày 5 tháng 11, bác sĩ Hồ Huy, đơn vị tiết niệu Nam Khoa Bệnh viện Gia đình thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân 15 tuổi bị xoắn tinh hoàn. Đây là bệnh lý cấp cứu thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên có đến 1/3 trường hợp mắc bệnh không thể bảo tồn tinh hoàn do phát hiện chậm trễ. Trước đó, em Nguyễn Minh Tê, 15 tuổi, được phụ huynh đưa đến phòng khám Nam học Bệnh viện Gia đình trong tình trạng đau âm ỉ bìu trái được gần một ngày. Sau khi trực tiếp thăm khám, bác sĩ Huy nhận định, bệnh nhân có triệu chứng tinh hoàn nằm ngang, treo cao, siêu âm Doppler cho kết quả không có tín hiệu tưới máu tinh hoàn trái. Vì vậy, chẩn đoán bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn và lập tức thực hiện phẫu thuật khẩn cấp. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tinh hoàn sau khi được tháo xoắn và cố định đã dần hồng hào, có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sau 6 tiếng theo dõi tại phòng hồi sức, bệnh nhân được chuyển đến khoa ngoại để tiếp tục điều trị và đã hồi phục hoàn toàn 2 ngày sau phẫu thuật. Xoắn tinh hoàn là bệnh lý cấp cứu khẩn cấp trong Nam Khoa. Việc chẩn đoán sớm và chính xác là một thách thức đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời trong vòng 6 tiếng kể từ khi có dấu hiệu đau cấp tính, tinh hoàn sẽ bị hoại tử buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tình dục và sinh sản. Bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là tuổi thanh thiếu niên với triệu chứng thường gặp nhất là sưng đỏ, đau bìu dữ dội. Đáng lo ngại hơn, xoắn tinh hoàn ở thanh niên thường không gây đau nhiều và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý viêm màu tinh, viêm tinh hoàn, dẫn đến xử trí muộn, gây hậu quả đáng tiếc và ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân. Qua trường hợp trên, bác sĩ Huy khuyến cáo nếu nhận thấy có tình trạng đau bất thường ở vùng bìu, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa Nam học để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối là không tự điều trị tại nhà dẫn đến chậm trễ thời gian vàng bảo tồn tinh hoàn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.